Một trong những best option dành cho AMD thế hệ hiện tại đó chính là TUF B550M Plus Windows 11 hỗ trợ dòng 5000 và có PCIe 4.0. Trong hộp ta sẽ nhận được một chiếc main, cái chặn main, hai dây SATA, hai ốc NVMe và một dây sticker anh em nhé. Em này thì có kích cỡ là MATX. Đằng sau đây thì sẽ có hai cổng USB 2.0, bốn cổng USB 3.2 Gen 1, hai cổng USB 3.2 Gen 2, một cổng Type-C, một cổng Type-A và một cổng LAN 2.5GB anh em nhé. Ngoài ra sẽ còn có 5 cổng audio nữa cho audio 7.1 thoải mái luôn. Nằm trên đây sẽ có tổng cộng là 4 khe RAM, 4 cổng SATA, 2 cổng NVMe, một cổng 4.0 và một cổng 3.0. Ngoài ra còn PCIe X1 3.0, X16 4.0 và X16 3.0 anh em nhé. RGB thì em này sẽ có 2 cổng 12V và một cổng 5V. Thêm nữa sẽ còn có cổng USB 3.2 Gen 1 front panel và hai cổng USB 2.0 front panel. Nhưng mà không có USB Type-C 3.2 đâu nhá. VRM ở đây là 8 cộng 2 phase, 50A, có thể cân lên tới là 5900X và có thể 5950X một tí thôi, không phải là mức boost cao nhất được đâu. Nói chung là cũng tương đối là ổn. Sẽ có đèn boost chữa lỗi, giải RGB và sẽ có nút báo flashback mà không cần CPU hay RAM anh em nhá. Chiếc cổng này ngay, xịn sò vô cùng.